lên quanh 200 triệu đồng cho những chiếc đồng hồ Hublot chính hãng và được kích tâm những viên kim cương hoàn toàn thiên nhiên tuyển chọn trên thân vỏ đồng hồ, vân bezel đồng hồ và kể cả trong mặt điều của đồng hồ. Đây là hai phiên bản khác nhau, chỉ khác nhau ở chỗ là mặt điều có full kim và mặt điều không có full, không có kim thôi, nhưng mà có cọc số là ánh như kim. Và hai phiên bản này đều là hai phiên bản màu xanh blue. Mặt màu xanh này không phải là một màu xanh bình thường, mà màu xanh nó có ánh màu đen. Khi mà mình di chuyển trong môi trường khác nhau, điều kiện ánh sáng môi trường khác nhau, thì cái sự lấp lánh chiếu của mặt đồng hồ sẽ khác nhau. Và những viên kim cương này là những viên kim cương hột tròn thiên nhiên mà tuyển chọn từng viên một với những thông số kích thước, miễn sao tuyển chọn được những viên đẹp nhất và đồng nhất với nhau nhất để đưa vào để cho xung hồ trở nên đẳng cấp sang trọng thượng lưu. Dây đeo này thì là dây ở mặt trong là cao su, mặt ngoài là da cá. Cũng có phiên bản full dây cao su. Đây là dòng Classic Fusion, dòng rất hot và bán chạy nhất của Hublot, bởi vì dòng này là phù hợp hầu hết với tất cả mọi người. Size 38 thì dành cho cả nam và nữ được. Đối với những chị em, những quý cô mà tay múp múp dễ thương thì mình sẽ đeo 38 được luôn, còn tay nhỏ nhỏ mình sẽ đeo 33. Còn đối với những quý ông mà tay vừa vừa mình sẽ đeo 38, to hơn mình sẽ đeo 42, mà to hơn nữa mình sẽ đeo 45. Đối với size 38, mẫu này, dòng này là đeo unisex được, vì kiểu dáng là thứ nhất là như nhau nhưng mà chỉ khác nhau về kích thước. Vì vậy size 38 thường là unisex nhất, kiểu dáng thì như nhau chỉ khác size thôi. Và những option đi kèm là khác nhau, ví dụ như là tính full kim ở vành đai, hai vành hai bên quay đeo, hoặc là vành bezel hoặc là mặt điều. Còn đây là không có đính gì hết, nhưng mà mid gold. Vành bezel này là vành vàng AU750, chỗ đầu khóa này cũng vậy, khóa dây đeo cũng mid với vàng nguyên khối AU750. Và đặc biệt là những cái đồ xa xỉ này thì phục vụ nhu cầu cảm xúc cá nhân của mình, sở thích và cảm xúc. Vì vậy mình sẽ chọn những sản phẩm mình cảm thấy ưng ý nhất, hài lòng nhất, và hãy đến với Kỳ Lân Luxury để chọn những dòng sản phẩm chính hãng sang trọng đẳng cấp thượng lưu.